anh Phương Cương. Kìa, cô Thủy Hà, cô ra đây làm gì khi không gian còn rét mướt? Em ra đây là để... Để làm gì vậy cô Thủy Hà? Dạ để... Để làm gì? Để lắng nghe con tim mình sao xuyến, để nghe gió rít từng hồi mà mơ ước chuyện xa xôi. Thủy Hà nói thế có nghĩa là... Có nghĩa là mấy hôm nay trời trở gió rét cả không gian và lạnh buốt đến tâm. Nhưng anh
thương em tình dân luôn. Còn em thì thấy mình bước ra khỏi tuổi dài thờ, em tự cho mình có quyền mơ ước, muốn gom hết sao trời để giờ thành thơ. Rồi bài thơ em sẽ trao tặng cho người yêu bằng quà thiên chính nữ. Cảm ơn em đã dành cho anh nhiều ưu ái, những tinh thủy hà hải đau tình nảy lại là huynh. Anh ấy sẽ biến giấc mơ kia thành sự thật, sẽ yêu em cho đến ngày bạc mai đầu xanh. Anh Phương Cương, dầu sao em cũng xin anh nhận lấy kỷ vật này, kỷ vật của một người em gái tặng cho người anh trọng đại. Con bé kia, ở nô tỳ sao không chui mình trong xó bếp, trương mắt bấn thiếu ra trang viên này khoe nhan sắc dài đây. Hả? Dạ thưa thiếu thư. Ra đây để làm gì? Dạ hãy nói mau, đừng quánh to mà ta nói nóng. Trời ơi, chuyện gì mà dữ vậy? Thưa tiểu thư, từ trước tới nay lão gia không hề ngăn cấm, nên tôi mới lỡ lầm xa đây tặng cho Phương Cương áo ấm. Kẻ ở mướn làm thuê thì tiền đâu mua được áo hộ cùng. Dạ thưa tiểu thư, từ mấy năm nay chỉ thấy anh Phương Cương phải vất vả đêm ngày, trời đã sang mùa nên tôi mới tặng hàng y. Tặng ngay khôn hồn thì hãy đi vào xó bếp đi. Còn Phương huynh, anh đi đâu đó, hãy ở lại vợt cho em thế đạo nguyệt Trường Long. Đó là bổn phận của đại huynh Lưu Thắng, tôi không dám xen vào. Tiểu thư, tiểu thư hãy buông áo tôi ra. Không buông. Buông ra mà. Đó, sao tôi té rồi thấy không? Xin lỗi, xin lỗi, tôi lỡ tay làm cho tiểu thư té, để tôi đỡ tiểu thư đứng dậy nha. Không, mắc đền cho coi. Đền gì không biết nữa, đền cái gì tôi đền cho. Ôi, đau quá à. Chỗ nào, chỗ nào? Chỗ này nè. Được rồi, để tôi thoa bóp cho tiểu thư nha. Rồi chưa? Hết rồi hả tiểu thư? Hồi nãy nó nhức muốn gãy tay vậy đó. Cương lại vịnh cái sao? Cái nó hết rồi. Hết rồi thôi, tôi xin chứa từ tiểu thư. Tiểu thư hoài hà, sao anh không gọi như phượng, như thuở chúng ta còn đuổi bướm đón trăng lên trên con đi dài xa thăm. Tôi vẫn xem tiểu thơ như em gái, của ngày nào mình còn thuở âu thơ. Nhưng hôm nay em đã lớn không rồi, không còn như thuở âu thơ, bây giờ đã biết mộng mơ, biết dệt bài thơ xây nhiều mộng đẹp. Em cũng biết nhìn liễu số cung trăng xưa, buồn thương nhìn bóng chỉ soi xuống dương trần anh đáy nước lung linh. Xin cho tôi được giữ trọn nghĩa tình mà trang chủ đã dành đặc ân. Tôi biết rồi. Hay là tại con bé ấy, nó không muốn cho người cư xử tử tế với tôi chứ gì? Tiểu thơ đã hiểu lầm rồi, đừng nói thế mang tội, thời gian sẽ rõ. Kính chào tiểu thơ. Khoan, tức chết đi trời. Tôi có việc phải đi mà. Ủa con, mày phải chết. À... trời ơi, tôi đã chặt đứt cánh tay của Phương Cương rồi. Trời ơi, tôi đã mất cánh tay, tức là phụ thù đành vùi sâu dưới lòng đất mẹ. Nghĩa ân sư chồng cao tựa núi, mà tôi chỉ còn là hạt bụi, biết đến bao giờ mới trả lại thâm ân.
em tôi nhìn những chiếc lá cuối thu rụng rơi bên cầu sao cơn giông lá đồ. Dù tiểu thơ cô bàng hoàng cơn ác mộng, cô buồn lòng rồi tiểu thơ chết đi. Để chuộc lại lỗi lầm thì tôi cũng đã trở thành phế nhân sống thừa trên mặt đất. Tiểu thơ chết làm chi giữa thời xuân sắc, chết làm chi khi mộng ước chưa tròn. Tôi mất đi cánh tay thì chỉ có một lần buồn, còn tiểu thơ quỷ mạng đi rồi biết bao nhiêu người phải khổ đau. Thôi thì tiểu thơ hai này sẽ không còn vướng bận tiểu thơ, cánh tay này đã chặt rồi. Còn đâu những đêm trăng tình đắm men say, và còn ai ngã trọn trong vòng tay tôi nữa. Cánh tay mà buồn mà tủi, rồi tự nói rằng nếu bằng kim thép chắc cuộc cánh tay tôi. Nay không ngờ lớn lên chuyện ấy là sự thật, có lẽ tạo quá đã cắt chia mỗi đứa một phương trời. Tiểu thơ như sợ không cô kẻ cùng nô đùa, đến nhỏ nhẹ bên tay tôi đừng giận nữa nghe anh. Xin kêu từ tiểu thơ. Anh Phương Cương, nhờ tiểu thơ trao chiếc ao hồ cừu này lại cho anh La Hoàng, và nói Mạc Thủy Hà xin gửi con tim từ đây đến suốt kiếp. Hả? Trời ơi, Thủy Hà là người yêu của La Huynh sao? Vậy là tôi lầm lẫn sao? Và nhờ tiểu thơ trao cánh tay kia lên sư phụ, và nói rằng bao nhiêu ân tình của Tề Giả Trang, kẻ bạc phước này chỉ trả được bằng cánh tay quan nghiệt ấy. Xin nhìn biệt. Phương Cương, anh khoan đi. Tiểu thơ còn muốn nói gì thêm nữa? Phương Cương ơi, đã nhắc câu nghĩa ân thì đừng thốt nên lời vĩnh quyết. Thương cảm bao nhiêu năm ghen hờn một phút mà làm cho em nỗi hận vô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cảm ơn tiểu thư, tôi xin cảm ơn tiểu thư nhiều lắm. Nhưng lời nói khác xa hành động. Tôi là kẻ am tường đao kiếm, nên không tin lời nói của một cô gái bị ảnh hưởng bọn gió ở biển. Phương cương ơi, nếu oán hận đã nhô lên cao hơn tình cảm, nếu anh không tha thứ được cho hành động nghi dại của em trong một phút ghen hờn mà dính biệt tề gia trang, thì em sẽ tự phê võ công giả từ đao kiếm để chứng minh lòng mối hận của em. Em sẽ trở lại kiếp tập thường của một kiếp hồng nhan, mặc cho mưa dập nắng đổ, để ngày sau anh trở lại với cõi lòng sông mơ. Em không ngại ngùng khi thúc gọi tên anh Như Phượng. Chừng nào tiểu thơ thật sự thành một cô gái ngoan hiền, tôi sẽ trở lại. Vĩnh biệt Phương Cương. Phương Cương. Trời, Như Phượng, tại sao con lại tự phế võ công? Tại sao con làm chuyện điên rồ như vậy? Kìa, còn cánh tay của ai? Cha, cô đã chặt đứt cánh tay của Phương Cương rồi. Như Phượng, có phải chăng vì một chút hờn ghen đang bốc cháy âm thầm trong tận đáy tâm tư mà con không dằn được cơn nóng giận đã xuống gươm chặt đứt cánh tay của Phương Cương? Con có biết không, Phương Cương là môn đồ mà ta yêu mến nhất, còn là con của một người ơn đã cứu Tề Gia Trang thoát qua vận kiếp của giang hồ. Là một môn sinh mà bao giờ, lại cũng là người mà ta đã chọn đời sau này cưới vị chưởng môn nhân. Con có biết không, cha đã bàn với mẹ con, khi trời sang đông chọn ngày lành tháng tốt, sẽ chính thức cho hai con làm lễ thành ngôn nên vợ thành chồng. Phương Cương, Phương Cương đâu? Anh ấy đã bỏ đi rồi. Đi rồi, đi đâu? Lã Hoàng đâu? Hãy chuông cất cánh tay kia cho tử tế. Lưu Thắng, Như Phượng, hãy theo ta tìm Phương Cương trở lại. Dân. Khi nó vừa vào tay thì cha em cũng vừa gục ngã trên cầu đoạn trường. Chuyện kể nghe thật đoạn trường. Mẹ em đau lòng muốn đem đốt quyển sách vô tri mà khoan nghiệt. Không, em mới lấy đem cất vì nghĩ rằng đó là máu và nước mắt của người cha thương mến. Bảo đau của phụ thân anh dù đã gãy, nhưng sẽ giúp anh vượt qua trở ngại lúc này. Phải, để anh đào nó lên và luyện tập. Và công lực bây giờ của thể đạo Hải Di Sơn. Thôi thôi, dừng tay lại đi. Anh biểu diễn công lực một hồi chắc sập cái nhà của em quá à. Cảm ơn Tiểu Loan. Ơ kìa, có người bị thương. Tả Từ Dân, Tả Sư Huynh, sao thế này? Thưa đại, trên đường về Tề Gia Trang để chúc thọ ngày lục tuần của sư phụ, ta bị bọn tam phù ác bác trận đánh ở Thiên La Sơn và thọ trọng thương. Lục sư huynh đã chết, Tề Như Phượng đã bị chúng bắt rồi. Hả? Như Phượng bị chúng bắt? Chúng đang kéo đến Tùng Hạc Lâu để giết thêm sư huynh sư đệ miền lưu. Thôi, Tạ sư huynh, Tạ sư huynh. Người ấy đã chết rồi. Tạ sư huynh, trả thù, tôi sẽ trả thù cho anh. Phương Cương, anh định đi đâu? Đến Tùng Hạc Lâu của bạn đồng môn và giải quyết cho Tề Như Phượng. Phương Cương, người ta đã chặt đứt của anh một cánh tay, tức là đoạn lìa dị dạng. Thì tại sao vừa nghe tin người ta thọ nạn, anh lại định xông pha vào nơi nguy hiểm? Tại vì anh muốn cứu người. Phương Cương, cứu người à?
biết đâu rồi anh sẽ phơi thay ngoài bãi chiến trường. Chừng đó em có tiếc thương cũng chỉ còn đổ lệ, hoặc liều mình tự ái theo anh. Vào trong dòng thập tử nhất sanh, dòng thù hận của họ bề, để cho họ thử giải quan khiên. Anh hiện giờ là một kẻ phế nhân, thì làm sao chống nổi bọn bao tàn, bọn ma đầu đầy ác. Dù hiện thời chỉ còn một cánh tay hay một hơi thở cuối cùng, cũng không thể nào làm ngơ. Tôi phải giải nguy cho Tề Như Phượng. Trời ơi, em đã khuyên mà anh chẳng thuận tình, quyết ra đi để giải cứu cho nàng. Dù đánh đổi bằng sự hy sinh. Thì ra chàng còn để nó chưa lưu trong huyết quản, còn Tiểu Loan chỉ là cái bóng trong đêm mờ. Thôi thì chàng cứ đi đi để mà xây mộng hải hồ, mặc cho Tiểu Loan sầu khổ ôm tuổi hận vào lòng mà thương mà nhớ bóng hình ai. Phương Cương, chàng có đi chắc cảnh vật nơi này cũng không thay đổi. Từ mái thảo lưu đến cành liễu rủ cầu tre mộm đá, chắc sẽ còn mang hơi thở của bạc Tình Lan. Tiểu Loan, em hiểu giùm anh, đi cứu Như Phượng là anh đi đền ơn dữ dục, chứ không phải vì tình. Em yên tâm, anh sẽ trở lại. Anh Phương Cương, anh Phương Cương. Hay gì mà la lối. Cứu phụ, cứu phụ ơi, anh Phương Cương đã đi rồi. Đi đâu? Đi cứu con gái của Tề Đại Hiệp là Tề Như Phượng. Phương Cương là đệ tử của kẻ đại thù đã giết chết cha con ngày trước. Trời ơi! Tiểu Loan! Kìa, sư phụ đã đến. Chúng đệ tử cung nghênh sư phụ. Sư thúc. Hổ Nhất. Dạ. Ra ngoài tù xa đem con bé vào đây. Thưa vâng. Kìa, các người định làm gì khi nửa đêm lại đem ta vào trong tửu điếm? Ta chờ nàng cái gì của tri quan. Hôn nàng. Lời nguyền rủa tánh kiêu căng của nàng. Hả? Thì chỉ gợi cho lòng ta thêm sự thè. Muốn. Trời. Hổ Nhất. Dạ. Ta không muốn thấy một mảnh vải nào che trên tấm thảm ngà đó. Tuân lệnh sư phụ. Đi. Các người cứ giết tôi đi, chứ đừng bày trò giấm ô bị ổi. Chẳng thà tôi lãnh một đường gươm để đi vào giấc mơ vĩnh cửu, còn hơn là để cho những bàn tay thô bạo dây lên dốc ngọc thân ngà. Hãy đi tôi đi, hãy xoa tan thù hận với Hổ Tề. Tôi không ngờ các ông già nua mà lại hèn hạ, mà có người mà lòng dạ sôi lên. Rõ ràng trong ngọc trăng ngà
dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên. Trời ơi, cha của tôi đâu? Tề Như Phong có tới đây cũng theo ông theo bà mà thôi. Nhìn sư huynh đồng môn của tôi đi đâu? Bọn đó là chim sẻ, làm sao chống nổi với đại bàng? Còn người yêu của tôi đâu? Người yêu của tôi đâu? Cô qua đây. Thôi hãy im đi. Hãy im đi. Tiếng cười của những cô ác quỷ. Chúng mày đã làm cho quá tàn nhẫn. Đã hại đời của một trinh nữ vừa đổ trắng tròn. Phượng Cương ơi, chàng có hiểu được cảnh tình này chăng? Chàng bảo phải làm một cô gái ngoan hiền để vợ này bị người ta cưỡng bức, phải nhân từ để người ta cướp mất đôi trinh nữ. Thôi lại đây, cái lòng già này ấm lại chút tình xuân. Đêm nay ta sẽ say quan lạc với nàng. Khoan, dừng tay lại. Bọn chấm đảng, hãy buông tha người con gái ra. Nếu không, lũ bay sẽ tan xác. Kìa, Lão Sư Huynh. Như Phượng, cứu em với. Con bé nó gọi nhà ngươi là Sư Huynh, chắc hẳn mi và đệ tử của Tề Như Phong, đạo pháp và Phật cao thâm, thì tiện đây nên thử chút nhân tài. Hãy thả cô gái ấy kia ra rồi giao đấu. Ai giải khờ đi muôn miếng mồi ngon, chiến thắng đi rồi đoạt lại có phải hơn không? Lúc giang hồ đâu dung thứ bọn tà dâm, nhưng lực con người thì lại khác hơn. Đại huynh ơi, đối chọi với chúng mà làm gì, cứ cho chúng nếm mùi đào pháp của Tề gia. Hổ Dứt. Dạ. Chỉ tội kẻ lắm con. Dạ. Hãy đón lấy kiếm đâu. Trời ơi, chàng đã thọ trọng thương. Lại một gì sao sáng, vừa lìa bỏ đỉnh trời để tìm đến dòng tay của chúng ta. Ô đẹp, đẹp, đẹp. Thùy Hà ơi, em đừng bận biểu gì anh nữa. Em hãy lập tức rời khỏi nơi đây. Hãy đi đi, hãy đi mau đi. Không, anh La Hoàng. Chàng có mệnh hệ nào thì em cũng tự quy. Trời đã định phân, anh chỉ buồn lo cho em từ đây cô độc giữa đường trần. La Hoàng, ôi ơi trời cao sao ông kiếm
làm sao mà cô đơn cho được khi ở đây còn có nhiều kẻ biết tiếc ngọc thương hương. Không, không, chị Hà. Hỡi lũ dám bảo sát nhân, có ta là Tề Dữ Phong đã đến đây, hãy dừng tay lại. Tề Dữ Phong? Phải, chính ta đây, thần ma nhất tiên, tiêu diện nhị lang. Ta thật không ngờ các ngươi đầu tóc đã bạc phơ, mà tâm hồn vô đạo, bắt con gái người ta để dở trò dẫm loạn nhút nhơ. Ta chẳng phải ngu si như mi mang danh đại nghiệp mà giả nghĩa giả nhân rồi chối từ lạc thú ái ân. Đối với kẻ hầu ta có quyền hành động vô lương, mi đã đến kịp thời để xem Như Phượng nát một đời trinh khốn nạn. Dù con gái ta có rủi ro đánh rơi tuổi ngọc, thì lũ chúng mày cũng rơi đầu trước phúc uy quang. Hãy tuốt kiếm ra. Hổ nhất, hổ nhị ra, hãy đón tiếp kim đào của Tề trang chủ. Hết cả đồ vô dụng, Tề Như Phong, hãy coi ta kết thúc cuộc đời của nhà ngươi đi. Đào kiếm của nhà ngươi đã gãy, ngửa cổ lên chờ chết. Ngươi là ai? Đệ tử thứ 13 của Tề Đại Hiệp. À, tên tiểu tặc ở nhà thúc tiểu lo. Hổ nhất. Dạ. Giết nó. Dạ. Hãy đỡ. Tiểu Loan, thật ta không ngờ nuôi ông tay áo và nuôi kỹ dòng nhà bao năm trời đã bảo bọc cho các ngươi, để ngày hôm nay đáp nghĩa bằng thảm trạng này, thuộc hạ của kẻ thù mới đem về nuôi trong trang trại, còn lừa dối ta để ta mất viên phục công hoàng, chắc sách võ học tam đệ để lại ngày lìa trần cũng trao cho gã này luyện tập, có phải vậy không? Thưa bá phụ, riêng con thì bao giờ cũng nhớ bá phụ, chuyện gì lỡ hôm nay thật con chẳng ngờ. Bọn Tề Như Phong chính là những kẻ đại thù, sao ngươi không biết chúng đã giết cha của ngươi ngày xưa? Ôi, biết chứ, nhưng cậu cháu tôi tới đây là sợ quân quân thúc thủ, rủi mà chết thì oan uổng cho kẻ hiền lành, tính xin gì gì tha cho hắn được tồn sinh, nào ngờ hắn lại làm thịt gì gì đại nhân. Xin sư phụ nói cho con tỏ tường sự thật, có phải ngày xưa sư phụ giết cha của nàng? Phải, thuở ấy tam phù ác tác vào tráng đại tung hoành, ta dùng huyết chưởng của một người bị trọng thương, nó là thúc tam trung, ta không biết còn hay thiệt mạng. Đã chết rồi nên hôm nay ta đã thù cho bạn. Chuyện ngày xưa chính ngươi là người gây hấn, chính ngươi giết Phương Thành, cha ruột của Phương Thương. Chính ngươi, đúng vậy. Mặt đã giáp mặt kẻ thù, không trả phụ thù sao đáng mặt làm con. Thì tước vương ra đi để tranh thủ lượt sau cùng, có chết một lòng khỏi hối hận ngày sau. Đó. Hồn gia của Linh Thiên, hãy chứng kiến cho con đòi nợ máu. Tiểu Nhị Lan, hãy đón lấy kim đao độc thủ. Cương ơi, xin hãy dừng tay, thứ ta cho một mạng người sống còn trên dương thế. Không phải tôi muốn cho phương cương quên bỏ thù xưa hận cũ, chuyện ngày nay ân thù lẫn lộn, người giết cha phương cương lại là kẻ dưỡng nuôi tiểu Loan từ thuở bé thơ. Ân oán còn là nghiệp cầu duyên, tôi nói ra đây là muốn cho kẻ ác tâm ân oán mà trở lại cuộc sống nhân.
tình Tiểu Loan và Phương Cương thêm quan nghiệp. Hy vọng mây trời xanh biết để lại dần trắng đẹp dưới mái trắng nghèo. Anh Phương Cương, tổ phụ nói phải, chỉ có như vậy thì giữa chúng ta mới không có sự cách biệt bởi thâm thù. Hãy xem thù hận bằng nghĩa cử nhân từ đi anh. Tiểu diện Nhị Lan, vì lão hãy đi đi. Ta hy vọng rằng lão nghe rõ lời của cổ phụ Tiểu Loan đã nói. Người đã tha chết cho ta. Lão hãy đi đi. Cảm ơn tất cả. Khoan, lão còn bỏ quên thanh kiếm. Tôi bỏ rơi nó để tạo nếp sống nhân từ. Xin vĩnh biệt. Nàng đã đi rồi, tôi ở đây nghe sương thâm lạnh xuống vai gầy, cô đơn trở giấc về tâm tường như thiếu một người. Ngọc nàng tặng tôi là kỷ vật. Hà Tiên Phong. Dạ. Có phải thế kiếm gia truyền đã làm cho con cảm thấy say mê nên quên hết đi giờ giấc? Thưa sư phụ. Kìa, sao chuỗi ngọc làm sao con có được? Thưa thầy, của một người con gái vừa mới tặng cho con. Đưa thầy xem. Dạ. Trời ơi, thôi đúng rồi. Sư phụ, tại sao vừa mới cầm chuỗi ngọc mà ta sư phụ lại rung lên, trong cử chỉ ra chiều hốt hoảng? Vì nó vừa mang một vị dạng máu xương. Ai đã tặng cho con sâu chuỗi ngọc này? Nàng tên là Tiêu Ngọc Tuyết. Tiêu Ngọc Tuyết? Dạ. Con gái của Tiêu Quân Bảo à? Con đã cứu nàng thoát khỏi tay bọn bất lương, và nàng vừa mới rời khỏi nơi đây để trở về Đông Đô Hạ. Yên Phong, con hãy mau theo bắt nàng lại. Bắt nàng? Tại sao vậy thưa sư phụ? Vì Tiêu Ngọc Tuyết là con gái của kẻ đại thù. Tiêu Quân Bảo là kẻ thù của sư phụ à? Không, kẻ thù của con. Sư phụ? Sư phụ nói gì mà con chưa hiểu? Tiêu Quân Bảo là kẻ giết cha con 18 năm về trước. Trời, sư phụ, sự thật thế nào? Xin sư phụ vui lòng cho con được biết. Được, thầy sẽ kể cho con nghe chuyện 18 năm qua. Lúc đó, phụ thân con là lãnh chúa Giang Tiểu Ngư chiếm cứ miền Đông Đô Hạ để chiếm lại các sứ quân. Tiêu Quân Bảo là cận tướng được phụ thân con tin dùng. Nhưng rồi nó lại thông gia với mẹ con, và câu chuyện tang thương lại xảy ra trong một đêm trăng huyền ảo. Phu nhân, hãy rót rượu đi cho ta uống. Đêm nay ta trông phu nhân đẹp, đẹp hơn cả trăng vàng. Phu quân, mời phu quân. Đây, ta uống đây, ta sẽ uống cạn đây. Yeah, thất đại bàng, tại sao lại bỏ cơn ngủ trở về đây đi làm gì? Để thay ngươi làm lãnh chúa và làm chồng của Mao Ninh Huệ. Thôi câm miệng lại. Đừng thành đồ, vì mi vừa uống nhầm rượu độc. Trời ơi, Tiêu Quân Bảo, ta sẽ giết chết nhà ngươi. Ta sẽ giết chết nhà ngươi trước khi chất độc ngấm vào cơ thể. Ta sẽ giết ngươi. Ta chết thì mi chết. Một đứa bé con của Giang Tiểu Ngư đâu? Chỉ cho ta giết nó đến trừ hậu quả. Ừ.
tôi, đừng giết con tôi. Đứa bé của 18 năm xưa chính là con đó. Trời ơi, cái chết của cha con thi thảm quá. Gỡ người thương sau bao ngày mơ tưởng, nhưng trang dung tướng nào có ngờ đâu, đời lầm bề dấu với bao hận sầu, vì lòng dạ con người đổi trắng thay đen, quên hết lời nguyện thủy chung xoắn sắc, mà nợ tàn nhân vô tâm để đất bằng nổi lên cơn sóng gió bao tố, cuồng phong từ đầu đưa đến thuyền kia xa bến, người chồng tội lỗi vừa nhấp chén men cay, thì trời đất buồn quay mau thấm bao. Sư phụ ơi, con vừa thấy được qua bức màn đen của dĩ vãng gia đình, còn lâu nữa những ngày êm ấm cùng khi mẹ con đã cùng tình nhân họp sức với phụ thân con, dù đã hết nghĩa tôi vẫn cũng còn dư âm của mấy năm tình nồng. Sông trách cơn giông làm cho sao động mặt, ồ thu tội lỗi ngày xưa anh đã gây ra, thì ngày hôm nay chạy đâu cho thoát lưới trời, lòng lòng không có mãi lòng tiếng phong ơi, tiếng phong ơi, thầy chỉ khuyên con đoàn tình mẫu tử trả thù cho cha con, còn hận thù ý chính vì mẹ con là người gây ra cuộc tình điên đảo chi đi con thôi thì chỉ có rồi. Tiêu Quân Bảo không được. Tại sao vậy sư phụ? Vì hắn là kẻ mưu mô quỷ quyệt, đang hùng cứ một phương trời, một mình con không thể nào đột nhập vào chính nội. Thưa sư phụ, Tiểu Quân Bảo là kẻ thù không chống đội, con quyết đi tìm cho được để phân thây. Sư phụ hãy cho con đi, dù có nát thân con cũng cam lòng vui dạ. Được rồi Tiên Phong, con hãy nhớ vật này, sáu chuỗi ngọc của Mao Đinh Huệ, nhờ nó con vào thành nội dễ dàng. Tạ ơn sư phụ. Tiên Phong, con cứ lên đường rồi thầy sẽ liệu bề tiếp ứng.
còn chi, bao ngày luyến lưu êm đềm. Từ nơi núi rừng chốn thăm sâu vô tận lũ buồn, lòng nghe nhớ thương bóng hình của người nên du, rồi đành chấp cánh xa đến nơi sao nghe lòng ta bâng khuâng dạt dào niềm đau dường như. Đừng cô đơn. Không hay biết. Được, tội vô tình ta còn có thể thứ tha. Dạ thưa công nương. Im! Lời tôn xưng và dáng dấp của ngươi chứng tỏ là kẻ chưa rành nghi lễ. Mi là ai mà dám trà trộn vào hàng ngũ túc vệ quân? Nói đi, mi là ai? Dạ tôi là... Kìa, anh Hàng Tiên Phong, anh đến từ bao giờ mà em không hay biết? Biết làm gì một kẻ khố rách áo ôm. Thưa công nương, xin đừng, đừng dùng hai tiếng công nương. Ở đây là Điện Ngọc Cung Son, thì đâu còn lối xưng hô nào khác hơn nữa. Nhưng em muốn được ngày đầu tiên gặp gỡ, đừng xem nhau như ai kẻ chưa quen. Hàng Tiên Phong ơi, anh đâu có biết đã nhiều đêm nhìn sao lấp lánh, em nghe tim mình thương nhớ trào dâng. Vừa nghe qua những lời ái mở ngỏ, mà tôi cứ ngỡ rằng đang say mộng du sơn. Nhưng đã trót mang tâm sự kẻ cô đơn, đâu dám mộng, đâu dám mơ vĩnh cảnh qua. Không biết khi quay về ghé tía lầu son ai nghe có còn nhớ một đêm. Không có phút giây nào anh không nhớ cô nhân, không có
công nương. Chuyện gì? Thưa công nương, lãnh chúa có lệnh đòi Hàng Tiên Phong, chàng hãy ở đây chờ em nhé. Vâng. Tội nghiệp cho nàng. Phong huynh. Kìa, Yến Ngọc, em có mặt nơi đây để làm gì? Tại sao lại cải trang làm quân túc vậy để đánh lừa Ngọc Tuyết? Phong huynh đi rồi, em không yên lòng ở lại nên mới trộm lệnh phụ thân cùng tam đệ tới đây. Thôi rồi, như vậy là hỏng chuyện hết rồi. Tại sao vậy Phong huynh? Thằng sai đó thế nào cũng đi ăn trộm rượu, rồi nó sẽ bị bắt và Tiêu Quân Bảo sẽ biết được ý định của chúng ta. Vậy thì ta mau tìm lối thoát thân. Không, đã vào đây anh phải hạ sát cho kia được Tiêu Quân Bảo. Phong huynh, anh hãy nghe em, ta chờ cơ hội khác. Em mau tìm hồ đệ rồi trốn khỏi hoàng thành trước khi trời rạng sáng. Còn Phong huynh, anh sẽ về khi nào trên yên ngựa treo đụng lẳng đầu tên Bảo Ác. Cho chuyến đi này không uổng công sư phụ chờ trông. Nếu anh còn ở lại đây thì em không yên lòng. Yến Ngọc, quyết định của anh em không được cãi. Về đi để anh tìm giết kẻ nghịch thu. Phong huynh, Phong huynh. Người đã vô tình nào hay biết, có người con gái khóc trong mơ. Kìa sư tỷ, có tìm gặp Phong huynh chưa? Hồ đệ, hồ đệ đi đâu mà tới bây giờ mới trở lại? Để đi tìm rượu, đã vào đây thì phải thưởng thức rượu quý của Tiêu lãnh chúa chứ. Sao tối ngày để cứ mãi say sưa, đã kề cận với hiểm nguy mà vẫn không chừa bỏ rượu. Bỏ sao được mà bỏ, nhờ nó mà để thấy lòng lúc nào cũng lâng lâng đầy cảm khoái. Và cũng nhờ nó mà ta mới phát hiện ra lũ gian tế. Chạy mau sư tỷ, chạy mau. Chạy đâu cho khỏi, mau cúi đầu chịu chối. Sư tỷ ơi, em mệt quá rồi, chắc kỳ này chị em mình phải chịu ăn cơm tù rồi. Đừng có nói bậy, cố lên. Tù hết nổi rồi, chúng đã kiệt sức rồi. Quân, mau quăng dây bắt sống. Dạ, rớt mũi, hồ đệ, hãy yên lòng, có anh tới đây. À, nó đã bị quăng dây rồi, hãy sống bắt sống. Các em phải thu chạy thoát cho mau. Phong huynh, bắt anh, thoát nhanh. Sư tỷ, hãy thoát thân là tìm cơ giải cứu cho Phong huynh. Mau lên chị, mau lên. Hãy đuổi theo và lùng sục khắp nơi, không cho chúng thoát. Còn tên này, hãy giam vào ngục chờ ta tâu lên chủ tướng. Dạ thưa cha, cha cho đòi con trẻ đến có điều chi dạy bảo? Ta có cho gọi con bao giờ đâu. Vậy tại sao? Chuyện gì? Chuyện gì mà đội trống chiên làm kinh động cả dinh cơ? Bẩm lãnh chúa, chính tiểu tướng đã cho nổi chiên báo động vì tiểu tướng vừa phát hiện có kẻ thù vừa đột nhập dinh cơ. Kẻ nào to gan lớn mật dám đột nhập vào dinh của lãnh chúa Hắc Đại Bàng? Tiểu tướng vừa bắt được một tên, không biết còn lũ nào ẩn núp nữa hay không, nên mới đổi chuyên báo động. Kẻ đó là ai? Là người mà lãnh chúa vừa phong chức đội trưởng túc giải quân. Hả? Tiên Phong? Sao? Tiên Phong đã bị bắt giam. Tiên Phong là kẻ thù. Vô lý, vô lý. Không bao giờ có chuyện oán thù khi chàng là ân nhân cứu ta thoát nạn. Chuyện này công nương không thể hiểu được đâu. Thưa lãnh chúa, sao chắc ngài chưa quên chuyện của đêm trăng 18 năm về trước và kế chết của Giang Tiểu Ngư? Giang Tiểu Ngư, tội nghiệp cho kẻ chiến bại đã bị ta hạ sát và hối hận tình cũng bị chôn lấp bởi thời gian. Nhưng mối quyết thù đó chẳng tiêu tan. Không lẽ nó đội mồ về đây để trả quan? Tâu lãnh chúa, nó đã chết nhưng còn có kẻ trả thù. Còn ai đâu ngoài Mao Kính Huệ và Mi? Dạ còn trong lửa loạn còn có kẻ thoát nạn. Dương Trung Tử, cái tên bất tài vô dụng, ta nghe chừng như nó đã bỏ xác ở núi rừng. Còn đứa bé kia thì nay chắc đã làm hồn cho ngày bay cọp đôi chốn rừng hoàng. Tâu lãnh chúa, nhưng đứa bé kia không chết, nó đang tìm về đây toan tính trả thù quán công. Người muốn nói đó là? Dạ thằng bé đó chính là Giang Tiên Phong. Hả? Giang Tiên Phong? Làm sao ngươi biết được sự tình? Dạ vì một vết thẹo dài ở mang tay, ngày xưa trong nhát kim sao cùng thủ tướng qua vội vàng nên giết một đứa bé kia. Phải rồi, ngày xưa ta định giết nó để trừ hậu quả, nhưng không ngờ nó còn đeo đẳng tới ngày nay. Nhưng rồi thế nào,
thế nào nó cũng chết. Thưa cha, biết đâu vết thẹo kia chỉ là một sự trùng hợp vô tình. Thà giết lầm còn hơn là tha làm một kẻ tử thù. Nhưng chắc Mao Đinh Huệ sẽ buồn khi hay tin ta hạ sát con nàng. Tốt Vệ Quân, nổi lửa lên cho được sáng cả pháp trường. Mô thân kia, tiếng gió ngựa giặc dồn trong đêm vắng, chắc ngoài thành có biến loạn chi đây? Tâu lãnh chúa, chuyện gì? Có một đoàn người ngựa không biết từ hướng nào kéo đến dây chặt cổng thành. Biết họ đến đây với mục đích gì không? Tâu lãnh chúa, chúng mang rõ ý định phá thành. Hả? Còn đâu có biết cha là người đã chối từ quá khứ mà nó lại đem hành ảnh cũ trở về. Không không, đối với phụ thân thì Tiên Phong không thù không hận. Chàng chỉ vì con mà tìm đến nơi này. Ngọc Tuyết! Dạ. Chắc con không bao giờ muốn cha chết vì một sự trả thù. Quang Bình, thi hành lệnh ta tức khắc tấu chức. Không không, ngài hộ tướng, ngài hộ tướng. Lực để phá vỡ cổng thành. Còn quân của ta? Tâu lãnh chúa, quân của ta hiện giờ đang tan tác. Lãnh chúa nên quy hàng để giữ vẹn tấm thân. Lão, ngươi sẽ bị chém đầu vì dám nói lời sang bậy. Thì ra tên Sa Phu hèn mọn hôm nay mới ra đầu giặc, thật là ta không ngờ. Phải, làm sao lãnh chúa ngờ được rằng tên Sa Phu này đây cũng mang trong lòng nhiều khát vọng, trà trộn mấy lâu để hiểu rõ điều cơ mật, rồi mà cũng báo cho người sang đánh chiếm dinh cơ. Nhưng bao năm giờ lặng thinh, không phải tài hèn của dám động binh, mà vì tôi đã Ngọc Tuyết công đường. Hả? Sợ cho mối tình tan vỡ bởi đạo mình. Thôi, mình chưa nhiều lần gặp trận gian ta, vì cuộc chiến hiện giờ thắng bại chưa phân, mi sẽ không thể nào được sống yên thân. Đại nhân có nhiều mộng mơ, hãy trở về thực tế là hơn, để xem mai bây giờ là kẻ bại dông. Cắm miệng lại, mày phải chết. Đừng, đừng, đừng giết cha tôi. Bây giờ nào mới biết cái giá trị của tên Sa Phu hèn mạt rồi chứ. Được. Không không, tôi không thể bỏ cha. Đi quân, chậm thằng lại để giải thoát cho con ta. Tiểu quân bảo, mi là ai? Ngộ nhân quên ta rồi sao? Đã 18 năm rồi ta ngậm đắng nuốt cay chờ đợi ngày này. Trời, Dương Trung Tử, ngài còn sống mà. Phải, làm sao ta chết được khi mà hận thù còn mang nặng. Hôm nay mi và Mao Đinh Huệ phải gục đầu sám hối trước vong linh của Giang Tiểu Ngư, vị chủ tướng bất hạnh của ta. Tại sao mi không thấy? Tất cả mọi việc là do đứa con đàn bà Mao Đinh Huệ. Thưa cha, con đã giải thoát cho Phong Quân và đã bắt được Mao Đinh Huệ. Kìa, Mao Đinh Huệ. Hay lắm. Bây giờ
Cả hai gian phu giám phụ cúi đầu chịu trói. Khốn nạn! Chỉ Ngọc, cô hãy đưa gian phu giám phụ về núi Phụng Sơn trị tội. Dạ. Trước khi ta chịu chết, ta muốn hỏi, có phải Tiên Phong là con của Giang Tiểu Ngư không? Phải. Trời ơi, ác giả ác báo, ngày xưa ta đã giết cha nó, thì ngày nay con ta lại đem lòng yêu nó. Đời con khổ rồi, khổ rồi Ngọc Tuyết ơi. Cửa ngục tôi đã mở, bà hãy đi đi, lẹ lên, kẻo lính canh bắt gặp. Thiếu hiệp, thiếu hiệp là ai mà lại giải cứu cho tôi? Sao không để cho tôi chết vùi trong ngục lạnh, cho lòng dơi bớt nỗi ăn năn? Thiếu hiệp là ai? Tôi là người cũng có mẹ, mẹ tôi cũng tuổi trạc như bà. Tôi không nỡ nhìn bà chết mòn trong cô độc. Tạ ơn thiếu hiệp. Nhưng bước chân ra khỏi ngục tôi này, tôi cũng không biết về phương nào. Tôi 18 năm dài, tôi lỗi những tưởng đã quên. Nhưng từ đây con tim ân hận sống, chắc cũng sẵn sàng tha thứ cho bà. Thôi, bà hãy đi đi. Báo động, có người phá ngục. Trời ơi, đã trễ rồi. Bà hãy chạy lẹ lên, mặc tôi đối phó, chạy đi. Hãy đuổi theo. Xin tất cả hãy dừng lại. À, thì ra là Tiên Phong. Tại sao ngươi dám tự ý giải thoát cho Mao Linh Huệ? Thưa sư phụ, dù sao con không nỡ nhìn mẹ con chịu khổ. Ta há lại không biết cái tình mẹ con nó sâu đậm đến giường nào sao? Nhưng mà cô đàn bà tội lỗi kia nhơ nhớp, không đáng cho mấy gọi bằng mẹ. Thưa sư phụ, dù sao mẹ của con cũng là đấng sanh thành, nhưng lại là kẻ giết chồng bỏ con chạy theo Tiêu Quân Bảo. Tiên Phong, mi phải theo bắt lại được Mao Đinh Huệ. Thưa sư phụ, tội nghiệp cho mẹ của con. Đừng gọi tao là sư phụ. Ta xấu hổ lắm, ta xấu hổ với vong linh người đã chết. Tiên Phong, dạ, kể từ hôm nay tình nghĩa thầy trò giữa ta với mi chấm dứt. Sư phụ ơi, con xin chịu chết. Được, ta sẽ giết mi như giết một kẻ thù. Trời cho hồn tôi thêm mơ.
lạc con. Tội của anh nhận chịu, em đừng dính líu vào. Nhưng em không thể nào sống khi cuộc đời vô nghĩa. Thà là cả hai ta cùng chết bên nhau. Được rồi, ta sẽ cho chúng mày tội nguyện. Thưa sư phụ, Mão Đinh Huệ đã gieo mình xuống vực sâu. Chúng đệ tử muốn đem xác lên nhưng không vượt qua nổi vách đá treo leo hiểm trở. Trời, mẹ, mẹ. Quân. Dạ. Hãy sẵn sàng hương án để ta chuẩn bị tế vong linh của lãnh chúa Giang Tiểu Ngư. Dạ. Tiêu lãnh chúa, Tiêu lãnh chúa, bọn chúng đã giam Tiêu lãnh chúa vào một tấc, làm sao ta cứu được người đây? Tất cả đã đi hết rồi. À, vậy thì ta sẽ bỏ độc dược vào bầu rượu này. Chỉ cần một chung nhỏ thôi cũng đủ để chúng bay tan mạng. Chúng mày chết rồi, ta sẽ phá ngục cứu lãnh chúa ta. Như vậy là xong, ta lập tức rời khỏi nơi này. Đứng lại, Dương Quang Bình, đừng mong đến đây giải thoát cho Tiêu Quân Bảo. Nếu biết điều nên thả lãnh chúa ta ra. Thả lãnh chúa của mi ra, lẽ nào ta lại thả kẻ đã giết cha ta? Thuốc kim ra, muốn chết à? Mi chạy đâu cho thoát khỏi tay ta? Sao không? Trời ơi, đôi mắt của tôi. Trời ơi, sao không còn thấy gì nữa cả? Trời, Phong Huynh. Yên Ngọc, hãy đưa Tiên Phong vào trong cho lương y chữa trị. Thôi, tất cả đừng kinh động, đã đến giờ hành lễ tế vong linh. Chủ tướng ơi, hôm nay là ngày thuộc hạ sẽ dâng lên chủ tướng thủ cấp Tiêu Quân Bảo. Vậy xin chủ tướng hãy về đây chứng chiêu và uống với thuộc hạ ba chung rượu là. Mời chủ tướng. Trời ơi, ta đã uống nhầm rượu độc. Cha, cha ơi, kìa, cha làm sao vậy cha? Cha đã uống nhầm độc rượu. Trời, Yên Ngọc, con mau gọi Tiên Phong ra đây. Anh Tiên Phong ơi, mau đi anh Tiên Phong. Chuyện gì vậy Yên Ngọc? Anh ơi, cha em đã uống nhầm rượu độc. Trời, thầy đâu? Tiên Phong, thầy đây. Thầy có sao không thầy? Cha, con ơi, chắc thầy không sống được. Thầy, chất thuốc độc này ngày xưa đã giết chủ tướng Giang Tiểu Ngư. Cha, Tiên Phong, Yên Ngọc, cha, các con đừng đau khổ, đừng bí lụy. Thầy vĩnh biệt ai con. Cha, trời ơi, cha tôi đã nhớ rồi. Cha, sư phụ. Sao vậy? Phong Huynh, sư tỷ, mẹ đó, sư phụ đã bị đồng bọn Tiêu Quân Bảo đánh thuốc độc chết rồi. Trời, sư phụ, để nên mừng đi, vì từ nay không còn ai cấm để uống rượu nữa mà. Ngọc Mũi, hãy cùng dẫn đưa sư phụ vào trong. Trời. Sư phụ, trời ơi,
ta cứ say vùi trong men rượu nên đâu có biết gì đến những chuyện đã xảy ra. Chỉ có mấy ngày qua Mặt Phong huynh sống trong cảnh tăm tối mù lòa. Chỉ có mấy ngày qua mà sư phụ đã ra người thiên cầu. Trời ơi, tôi muốn thét to lên cho trời lòng đất lỡ cho núi thẳm rừng quang sập đổ tan tành. Cho đau thương không biết mòn thể xác, cho dai dứt đường hành tha lưu tâm. Trời ơi, ta là kẻ bội nghĩa trong mắt, đứng nhìn chuyện đau thương như một người lớn. Để rồi hôm nay khi sự tình thì chuyện xưa đã lui về trong dĩ dàng xa mờ. Đây là lần cuối cùng gặp gỡ, rồi ta sẽ vĩnh viễn xa mi. Thôi, như thế cũng đủ lắm rồi. Giờ ta xin vĩnh biệt Tiêu Quân Bảo. Ta sẽ vào ngục để lấy đầu của mi. Tế hồn sư phụ. Không thể chết, mà kẻ phải chết chính là mi, kẻ ác bá của giang hồ. Xem đi. Trời, ta đã rung tay, không còn giữ chặt được thanh kim thép. Mắt ta không còn đủ sáng để nhận diện kẻ thù. Phong huynh ơi, nếu để nghe lời huynh không ngập đời trong men rượu thì để đâu phải. Lãnh chúa ơi, tiểu tướng chậm chân khiến cho người dâm mang, tội này đã xẻo thịt môi tim. Tiểu tướng thề sẽ tấn giết hết lũ đại tù để tế dâm hồn lãnh chúa hầu tạ tội. Phong huynh, anh hãy ngồi đây nghỉ đã. Chỗ này yên tĩnh, chắc không có mặt kẻ thù đâu. Yên Ngọc, vì huynh mà muội phải vất vả đỡ nâng, tâm trí lo âu, tâm thân tiều tụy, thật huynh vô cùng. Huynh đừng nói thế, chúng ta là nghĩa đồng môn, từ lâu đã xem nhau như ruột thịt, thì phải hết vả đỡ nâng những lúc nguy nàng. À, đôi mắt của huynh có còn đau nhức lắm hay không? Ngọc muội ơi, cái đau bên ngoài có thấm gì nỗi đau ở bên trong? Trời ơi, làm sao ta thấy được kẻ thù để rửa thù cho sư phụ. Ngọc ơi, chắc từ đây cho đến mãi về sau, anh sẽ mang ở trong tim hai nỗi niềm ân hận. Một là không trả được món nợ dưỡng nuôi dạy dỗ của ân sư suốt 18 năm dài đằng đằng. Hay là đã làm cho trái tim của Ngọc muội từ lâu tan nát vì đã vô tâm không đáp lại ân tình. Tiên Phong ơi, nếu như tận đáy lòng anh không hề sao động một tình yêu tha thiết, thì loài trăng trôi của cha em xin người hãy xem như mây bay gió thoảng, chứ lưu giữ làm chi rồi để lụy. Một trong hai người
sự, tim tôi càng chết do dự. Một người mang đầy kỷ niệm, một người lấy những ước hẹn mà cơ lòng chỉ che mồ cười. Làm sao chia tình cho đều? Ngọc Mùi, lời sư phụ dặn dò anh vẫn nhớ. Thôi, trong lúc này huynh đừng suy nghĩ gì cả, làm cho thêm bận trí. Hãy tĩnh dưỡng tinh thần để còn tìm phương chữa trị bệnh mù lòa. À kìa, sương đã xuống nhiều rồi, huynh hãy ngồi yên ở đây để em đi tìm cho huynh áo ấm nha. Huynh nhớ, nhớ là đừng đi đâu, nguy hiểm mà. Em sẽ trở lại ngay. Nè, không cần đâu, không cần đâu. Ngọc Mùi à, Ngọc Mùi ơi, Ngọc Mùi. Nàng đã đi rồi. Tội nghiệp thân bé nhỏ chất chồng đau khổ. Nàng cũng như ta, trơ trọi giữa cuộc đời. Còn Ngọc Tuyết, trong cơn lốc mình đau, không hiểu nàng đã trôi dạt về đâu. Trời đã sang mùa trở gió, Ngọc Tuyết ơi em ở đâu? Em cô lạnh lắm. Ôi cánh nhạn vào sương lơ lửng bay. Nào biết đâu dằm dài, sương khuya rơi xuống thăm dài nghe hồng đắng cay. Mình nhớ ai cho Dương Trung Tử. À, thì ra ngươi là kẻ đã đầu độc sư phụ ta và hại ta mù đôi mắt. Phải, ngươi phải đền tội trước lưỡi gươm này. Thân đã mù lòa, không thấy được một chiếc lá rơi, thì lưỡi gươm kia cũng trở thành vô dụng. Đỡ. À, gươm của ta, gươm của ta. Chỉ một đường gươm thôi thì ngươi đã không còn một tấc sắt. Giờ đây ta sẽ lấp từng thớ thịt của ngươi để tế hồn tiêu thủ tướng. Ngươi không thể lùi mãi được đâu. Sau lưng mi là vách đá rồi. Nào, hãy chuẩn bị giao hồn phách cho ta. À, Tiên Phong, trời, ta phải cứu chàng. À, kẻ nào? À, Tiêu Ngọc Tiết, tại sao nàng lại giết ta? Trong khi ta sắp sửa hạ thủ kẻ đã sát hại cha nàng. Vì cha không có tội, tội lỗi là do cha tôi và các người đã mưu cướp đoạt hạnh phúc và quyền lực của cha chàng 18 năm về trước. Tôi không muốn thù oán chất chồng và không muốn thấy kẻ mình yêu phải chết. Nàng đã cứu kẻ tử thù thì nàng phải đền mạng. Ngọc Tuyết, Ngọc Tuyết. Còn mi, chủ thương ơi, tôi không đủ sức hạ nhát tim cuối cùng nữa rồi. Hàng Tiên Phong. Ngọc Tuyết, Ngọc Tuyết. Chuyện gì, chuyện gì mà máu lại luôn thay lại đồ? Kìa, Ngọc Tuyết, con gái của kẻ đại thù. Yên Ngọc, Yên Ngọc ơi, đừng dội xuống tay. Người ta đáng thương hơn là đáng hận. Tiên Phong, Tiên Phong ơi, sao anh còn
nương ơi, tôi cũng sắp đi vào miền vĩnh tuyệt, xin cô nương hãy giúp tôi lần cuối. Nàng muốn cho tôi giúp điều chi? Cô nương hãy dìu giúp tôi đến bên xác của Quang Bình. Để làm gì? Để tìm linh dược. Tôi biết hắn luôn mang theo bên mình thuốc giải trừ phân độc. Đây, đây rồi, đây rồi. Cô nương ơi, hãy lấy thuốc này chữa trị cho Phong Quynh. Vâng. Dạ, đây là những lời sau cuối. Ngọc cô nương ơi, giờ đây kẻ gây ra oán thù đã chết. Một cái chết thảm thương, thân xác chẳng vẹn toàn. Như thế có lẽ đã đủ đưa oán thù vào quên làng. Nhưng đối với Tiên Phong thì niềm đau không dễ phôi pha. Vì mặt cha chưa một lần nhìn thấy, con mẹ cũng chôn đời trong vết nát. Thêm nỗi khổ mất thầy, con người yêu cùng chia phôi. Chỉ trong chốc lát thôi, mắt chàng sẽ sáng lại như xưa. Kìa, công nương làm sao vậy? Thôi rồi, tôi không còn. Công nương tìm gặp Tiên Phong, kể từ bây giờ vĩnh viễn chia xa. Xin chúc hai người mãi mãi được bên. Ngọc Tuyết công nương. Ô, mắt ta đã sáng lại rồi. Ngọc Tuyết ơi, Ngọc Tuyết à, Ngọc Tuyết, Ngọc Tuyết. Trời
ơi, khi mắt ta đã nhìn thấy lại muôn vàn sắc màu thì đôi mắt kia không còn ánh long lanh, đôi môi kia không còn thắm, bàn tay ai hững hờ không còn nắm được tay ta. Trời ơi, hận thù chi cho qua vội lìa cách, ai ghi quán thù chi cho những mái đầu xanh phải khóc đời bạc mệnh. Tiên Phong, bây giờ anh định đi đâu? Ta sẽ đưa xác nàng đến triền núi Phùng Sơn, nơi có gió, có mây, có lá cây rừng, có tiếng chim kêu, có muôn vàng tinh tu chứng kiến cuộc giao duyên. Và ở đó đêm đêm ta lại cất tiếng ru nàng ngu, ta sẽ cất một mai lá đơn sơ để bầu bạn bên nàng, và mãi mãi giá từ đao kim. Phong huynh, xin cho em được theo anh, để núi rừng kia không đơn độc một bóng người, và mái tranh nghèo sớm hôm không